Tôi biết các bạn đang chờ gì và chúng ta sẽ ở đây tại tiêu điểm bóng đá để nói về tình huống VAR đã xảy ra và hàng đống những lỗi khác của trọng tài trong trận Liverpool và Tottenham. Tiêu điểm bóng đá, câu chuyện nóng nhất chỉ có ở đây trên kênh bình luận viên Anh Quân News. VAR ngay lập tức biến thành chủ đề lớn của mọi tờ báo. Tưởng chừng thất bại ở của Manchester United, Man City sẽ trở thành tâm điểm. Nhưng rồi VAR đã chiếm spotlight ở mọi mặt báo của Anh Quốc và đây là những gì nó đã ghi lại. Là tiêu đề mà The Sun đưa lên nơi đáng chú ý nhất của họ trong ngày hôm nay, kéo theo đó là các bài nhỏ liên quan ở dưới. Họ mô tả trong bài viết của mình như sau: Hội đồng trọng tài thừa nhận sai lầm tuyệt vời khi bàn thắng của Liverpool bị loại trừ do lỗi việt vị sau khi VAR quên thay đổi quy định. Ở những nơi khác, lời xin lỗi của cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh PGMOL được đưa lên đầu tiên với tiêu đề trên Daily Mail. Liverpool nhận được lời xin lỗi từ PGMOL sau sai lầm lớn mới nhất của VAR đã khiến bàn mở tỷ số của Luis Diaz trong trận thua 1-2 trước Spurs bị từ chối và ban trọng tài coi đó là lỗi nghiêm trọng của con người. Bên dưới đó là một bài bồi thêm, bàn mở tỷ số của Luis Diaz có nên được công nhận không? Richard Keys tuyên bố ngôi sao của Liverpool không việt vị khi Jamie Carragher gọi quyết định này là chết tiệt. Trong khi Gary Neville đặt câu hỏi tại sao VAR lại đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng một cách nhanh như vậy. Ở Sky Sports, lời chỉ trích của Jurgen Klopp đến với trọng tài VAR đưa lên mục đầu tiên với mô tả như sau. Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool tỏ ra thất vọng với những quyết định đi ngược lại với đội bóng của ông. Họ phải nhận hai thẻ đỏ và một bàn thắng không được phép vào lưới Tottenham. Gold thì như mọi lần, vẫn muốn đưa ra lời bình khác đi với các bên khác trong mục Winner and Loser của mình như sau. Hãy quên sai lầm của Matip đi, Klopp hẳn phải tức giận với VAR. Ngay lập tức hiệp hội trọng tài phải xin lỗi và khi họ xin lỗi cũng là lúc thừa nhận sai lầm của mình. Jurgen Klopp tất nhiên bị phóng viên hỏi ngay lập tức về điều này sau trận và ông cũng đã hết nước hết cái để nói ra nỗi lòng của mình. Hãy cùng đến hai lời tuyên bố chính thức của Jurgen Klopp và cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh. Sau trận, PGMOL đưa ra thông báo. PGMOL thừa nhận đã xảy ra lỗi nghiêm trọng về hành vi xử lý của con người trong hiệp 1 trận Tottenham Hotspur với Liverpool. Bàn thắng của Luis Diaz đã không được công nhận vì lỗi việt vị được bắt bởi trọng tài trên sân. Đây là một tình huống sai và lẽ ra phải dẫn đến bàn thắng được công nhận nhờ sự can thiệp của VAR. Tuy nhiên, VAR đã không can thiệp được. Khi phóng viên hỏi Klopp về tuyên bố này trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông nói: "Tuyên bố đó có giúp ích gì không ạ?" "Không đâu. Chúng ta đã gặp tình huống đó ở trận đấu Man United gặp Wolves tháng trước. Họ có được điểm nhờ điều đó?" "Không. Hôm nay chúng tôi sẽ không nhận được điểm cho việc đó nên điều đó không giúp ích gì." Tất nhiên không ai mong đợi những quyết định đúng đắn 100% trên sân. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nghĩ khi VAR xuất hiện, nó có thể khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Tôi không biết tại sao mọi người lại hành động như thế, họ bị sức ép công việc đến như vậy. Hôm nay quyết định từ chối bàn thắng được đưa ra thực sự quá nhanh, nó đã thay đổi động lực của trận đấu. Lúc đầu tôi nhìn thấy nó rõ ràng nó không phải là việt vị nhưng sau đó nó đã việt vị. Vì vậy tôi cố gắng nghĩ rằng họ phải có góc nhìn rõ hơn. Nhưng vào giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đã biết rằng không phải khi nhìn lại. Trọng tài có thể giải thích tình huống này như thế nào? Trọng tài biên nếu thấy nghi ngờ thì sẽ giơ cờ. Ngày xưa trọng tài biên lẽ ra cũng phải thấy điều đó, rằng đây không phải là tình huống việt vị, bởi vì chúng ta gặp phải những tình huống này khá thường xuyên. Các bình luận viên nhà đài cũng bình luận trực tiếp và sôi nổi tình huống này. Một tình huống sai lầm quá nặng phá hủy một trận đấu. Gần như tất cả đều cho rằng VAR đã không can thiệp và sự việc đáng ra nó phải can thiệp. Và không hiểu vì sao mà các trọng tài phải đưa ra quyết định vội vàng đến thế. Các chuyên gia Andros Sausen và Jamie Redknapp của Sky đặt câu hỏi tại sao không có đường thẳng nào được kể ra khi quyết định được đưa ra bởi VAR. Với màn hình bình luận này, bình luận viên Richard Ski bên trái và Andy Gray bên phải đã tự kẻ vạch xác định tình huống VAR. Và họ nói rằng tình huống này không việt vị ít nhất là 1 mét. Ngay lập tức cả hai đã pressing phòng VAR. Tại sao ông trọng tài Darren England tại phòng VAR không dành thời gian để xem xét điều này? Tôi không tin rằng việc bỏ qua nó với mục đích để trận đấu không bị gián đoạn là ý tưởng tốt. Đó là hoàn toàn là một điều vô nghĩa, sẽ không mất thời gian đâu. Chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng nó không việt vị. Đó là một điều hiển nhiên. Carragher đã đăng lên Twitter để bổ sung ý kiến của mình như sau. Khi phải mất một thời gian dài mới nhận được câu trả lời từ FA PGMOL về một quyết định gây tranh cãi, bạn biết rằng đã có chuyện xảy ra. Trận này không chỉ được tranh cãi bởi tình huống VAR mà thẻ đỏ cũng bị tranh cãi. Gary Neville khẳng định thêm rằng tiền vệ Curtis Jones của Liverpool không đáng bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Tottenham. Tôi biết khi nào một cầu thủ đang làm gì với ai đó, tôi đã tự mình làm điều đó trước đây. Chuyển động của Curtis Jones là trượt chân và không kiểm soát được. Tôi không chắc chắn 100%, nhưng phản ứng ban đầu của tôi là đó không phải là một cầu thủ muốn tấn công cầu thủ đối phương.
Cựu tiền vệ của Liverpool và Tottenham Jamie Redknapp cũng phản ánh những quan điểm đó khi ông cho rằng việc bị đuổi khỏi sân là cực kỳ khắc nghiệt. Quyết định này là cực kỳ khắc nghiệt. Bất kỳ và xử lý nào cũng có rủi ro nếu làm không đúng. Đối với tôi thì thẻ đỏ là nặng tay vì Jones không có ý làm tổn thương đối phương. Tuy nhiên, Andros Townsend lại cho rằng Jones xứng đáng nhận thẻ đỏ. Theo luật buộc phải có thẻ đỏ, anh ấy nhận được bóng nhưng chân lại đi quá cao. Đối với tôi và nhiều cầu thủ đó là một pha bóng rất nguy hiểm. Nhưng bức xúc nhất là ai? Chính chúng ta, những khán giả theo dõi trận cầu này và nhìn Liverpool chơi với tất cả những gì họ có trước khi có một sad ending làm nản lòng những người tin vào sự kỳ diệu. Không phải họ thiếu niềm tin mà họ đang bận chửi trọng tài rồi. Còn ở cộng đồng người xem bóng, họ chửi hiệp hội trọng tài như được mùa. Bạn có thể xem qua vài comment ở đây. Một cộng viên Chelsea liệt kê qua vài tình huống mà PGMOL từng đắc tội với đội bóng của họ trong quá khứ. Đầu là nguyên nhân cho bàn thắng việt vị của Lukaku trong trận chung kết League Cup, rồi cả khi Cucurella bị kéo tóc bởi cầu thủ của Spurs, hay khi là Harry Maguire phạm lỗi với Batshuayi, hay thẻ đỏ của Kovacic trong trận gặp Arsenal ở chung kết FA Cup. Pha dùng tay trắng trợn dẫn đến bàn thắng của Tielemans ở chung kết FA Cup. Một người khác thì nhắc với công nghệ bắt việt vị bán tự động. PGMOL nói không với công nghệ việt vị được sử dụng tại FIFA World Cup. Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ tại sao là vẫn cho phép hành vi gian lận thẳng thắn và trắng trợn diễn ra. Một số hình ảnh cũng được Photoshop khi trọng tài chính Simon Hopper cũng bị dính đạn với chiếc áo Tottenham, dù người cần chỉ trích nhiều hơn là trọng tài VAR Darren England. Một nhóm của ông Liverpool cũng phát hiện ra chi tiết thú vị. Nếu England cho rằng đó là bàn thắng thì tuyên bố VAR sẽ là kiểm tra bàn thắng, có thể việt vị. Theo vào đó, tuyên bố VAR là kiểm tra bàn thắng không hợp lệ, việt vị. Tại sao lại kiểm tra một bàn thắng không hợp lệ, trừ khi ông ta nghĩ đó không phải là một bàn thắng. Nhưng bạn phải nể nhất là của Liverpool này khi chỉ ra tận 9 lỗi của trọng tài chính và trọng tài VAR, và đây là danh sách đó. Curtis Jones bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ nặng tay, hình ảnh tĩnh làm cho nó trông nghiêm trọng hơn. Vài phút sau, Liverpool dẫn trước nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. VAR nhanh chóng loại trừ bàn thắng, không sử dụng đường để kiểm tra. Salah bị gắn cờ vì phạm lỗi với Bissouma, dù về cơ bản không có gì xảy ra. Nếu trọng tài không thổi phạt, Salah sẽ ở trong vòng cấm và có thể tạo ra cơ hội ghi bàn lớn. Spurs được hưởng quả phạt góc khi bóng chạm chân Kulusevski rõ ràng. Jota bị phạt thẻ đầu tiên vì Udogie tự mình vấp ngã. Trước khi Jota nhận thẻ vàng thứ hai, Udogie yêu cầu trọng tài phạt Jota thẻ vàng thứ hai vì một lỗi nhỏ. Anh ta không bị phạt thẻ mặc dù yêu cầu nhận thẻ vàng, giờ đây là một hành vi phạm tội có thể bị phạt thẻ. Robertson và Peter Grawiet bị phạt thẻ vì phàn nàn về pha phạm lỗi với Robertson. Bissouma bị phạt thẻ vàng vì đặt tay vào mặt Watara trong khi nó nên là thẻ đỏ. Nhìn chung, Simon Hopper đã đưa ra một số quyết định đi ngược lại mạch trận đấu của Liverpool, không được tạo lợi thế khi lẽ ra chúng ta phải có, khiến các cầu thủ gặp khó vì những pha phạm lỗi cực kỳ nhẹ nhàng. Đó là tiêu điểm bóng đá, đừng quên buổi trưa hàng ngày tại đây, kênh bình luận viên Anh Quân News, câu chuyện nóng nhất được bàn tán nhất về bóng đá để các bạn biết được thế giới đang nói về điều gì.